tay run rẩy, mặt tái nhợt, kéo còn cầm ngược. Chỉ sau một buổi đào tạo lý thuyết, học viên này được cho thực hành phẫu thuật bóc lớp mỡ mắt của người mẫu. Cũng vì học siêu tốc nên người này còn chưa biết phải dùng kéo hay dao. Khi được nhắc phải dùng dao thì cũng không biết cách cầm như thế nào. Những người chứng kiến bị phen hú hồn, chỉ sợ chị này cầm không chắc, chỉ cần liệng mũi dao là cắt phăng mí mắt. Không ai cầm dao như này cả, cầm dao như này chỉ có là kiểu đi cà khịa thôi. Không ai cầm dao như này, cầm dao phẫu là phải chắc chắc tay, không được phép để hờ hững trên này trên mặt của khách. Liệng một phát con dao này, nó liệng một phát chỉ có nó đứt. Mình rạch này, mình rạch một cái đường này, kéo căng ra ba chiều cho em. Cứ thế làm theo lời xúi dục từ những người đứng ngoài, học viên liền đè mắt người mẫu ra rạch. Cũng chẳng buồn để ý đến, lưỡi kéo còn dính đầy mỡ. Thản nhiên sử dụng để cắt vào da, vào thịt người mẫu. Cũng vì không biết làm nên bạ chỗ nào xẻ chỗ đó. Người làm thì lóng ngóng, người bên ngoài thì hoảng hốt la ó, chẳng khác nào một cái chợ. Tức là nhá, khi mà đường mí ra bên này báo danh mẹ không dính. Tâm lý hoài. Ôi bọn em không dám cười nữa. Nhá, cái này này. Chị kéo ra như này nhá. Chị kéo này. Chị nhìn thấy nó căng ở đoạn nào? Căng ở đoạn nào? Rồi chị thấy tỉa ở đấy một tí. Ê! Căng một xíu thôi. Tỉa bằng mũi kéo. Tỉa bằng cái mà ấy. Em đi nhặt đi không tí vào dẫm vào lại biết bè bè. Thật mà lúc nào cũng để ý. Chị em thề với chị luôn, chị làm mà tất cả mọi người đều kiểu tim đập chân run đấy. Làm sao tim không loạn, chân không run được? Vì học viên đeo găng tay, vừa sử dụng điện thoại quay phim chụp ảnh, vừa sờ mó khắp nơi, nhưng không sát trùng, cứ thế lao vào đòi mổ xẻ. Thậm chí còn ném cả dao trên mặt người mẫu. Hùa theo, mọi người đứng xem cười đùa vui vẻ, như đứng ngoài chợ buôn chuyện với nhau. Chị ơi, chị thấy găng tay đi. Là cái ví nó đã xảy ra. Không, sát khuẩn, sát khuẩn, sát khuẩn. Đeo thêm một chiếc đôi găng tay nữa đi. Không, đeo. Nhưng mà mổ bụng người ta quên mổ kéo của người ta. Chị có biết là nhìn chị làm mà tất cả mọi người đều muốn đá chị ra để nhảy vào làm không? Bọn nó còn nói gọi nó gì. Chết kìa. Loay hoay hơn một tiếng, ca thực hành phẫu thuật bóc lỡ mắt mới xong. Giờ mới đến công đoạn khâu vết mổ. Giáo viên hướng dẫn thì mải mê nghịch điện thoại, mặc kệ cho học viên làm thế nào thì làm. Người này vừa làm vừa run, miệng làm nhảm, tay thì siết. Đấy, đừng có thả. Cầm thế, siết luôn. Quấn chỉ, khi bị xoắn chỉ. Trong quá trình điều tra, phóng viên còn chứng kiến nhiều tình huống cười ra nước mắt. Như tại cơ sở gội đầu dưỡng sinh này, cũng đào tạo phẫu thuật thẩm mỹ chui. Sau một buổi học lý thuyết, chỉ cần bỏ tiền mua chỉ, học viên có thể thực hành chọc kim tiêm lên mặt người mẫu. Vì thế mới có chuyện như đùa, cắm kim vào mặt người mẫu còn không biết khâu như thế nào, như trường hợp này. Chị đang tìm cái đường này. Nó nằm đây này, chị đang lên trên, thấy không? Rồi, rút ra. Cứ để vào này, chị đẩy nó lên nó đau. Ừ, không, đẩy xuống. Chứ bây giờ mình căng nào để viết được vào cho mặt đâu. Chị nhìn này, chị nhìn này. Qua điều tra, một khóa đào tạo phẫu thuật thẩm mỹ siêu tốc như thế này, người học phải trả từ 20 đến 25 triệu đồng. Nghĩa là chủ cơ sở chui có thể kiếm vài trăm triệu đồng trên một khóa. Vì lợi nhuận nên họ bất chấp tổ chức các khóa học đào tạo cấp tốc chui về phẫu thuật thẩm mỹ để trục lợi. Nguy hiểm nhất là việc các cơ sở này dụ dỗ nhiều người làm mẫu để học viên thực hành thỏa sức mổ xẻ, khâu vá, không mang đến sức khỏe, tính mạng của người khác. Chị cắt nó quen rồi.